mặt mình hôm nay có thể nói là đội cái nón này vào nhìn rất là nghệ sĩ. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất đó là ở đây có rất là nhiều những đôi giày đá bóng mà lần đầu tiên mình được sờ vào. Nhìn những đôi như thế này thôi chứ bèo bèo cũng phải 7-8 củ đôi nhỉ. 5 củ hả? Còn đây là một đôi giày rất là quen thuộc, TA11. Đế này là đế cỏ nhân tạo, TA11 Tuấn Anh. Có hẳn chữ ký của Tuấn Anh nhưng mà chữ ký này là scan thôi. Thành phố Pleiku xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Ngày hôm nay thì Ngoài Đường Pit sẽ cùng với các thành viên trong đoàn du lịch của mình hạ cánh tại Pleiku và sau đó sẽ di chuyển đến Kon Tum để tham quan du lịch. Và chiều ngày hôm nay thì cả đoàn của mình sẽ quay trở lại với Pleiku và đến với trung tâm thể thao Hàm Rồng, nơi các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày mai 19 tháng 2 trên sân Pleiku. Bây giờ thì lên đường thôi, let's go. Bây giờ thì các thành viên trong đoàn sẽ bắt đầu lên đường. Đây là cô Tho, một thành viên mới của đoàn du lịch Ngoài Đường Pit. Cô Thọ nha, phải cô Thọ. Dạ. Mấy lần gửi con đọc không dấu mà. Dạ. Dạ rồi. Đây là chú Sơn, thành viên mới của đoàn du lịch Ngoài Đường Pit ạ. Dạ. Dạ. Còn đây là anh Hiển, cũng là một thành viên mới của đoàn chúng tôi ngày hôm nay. Một góc không gian rất nhẹ nhàng. Đây là nhà thờ gỗ Kon Tum. Đoàn của mình dừng chân ở đây khi đến với Kon Tum để nghỉ ngơi, lắng đọng một chút. Chút nữa sẽ đến với nhà rông cũng như là cầu Kon Klo. Đẹp quá. Quá đẹp anh à. Nhìn rất là hay. Gió quay đã luôn. Sự chỗ đây là bến xe này. Đoàn của chúng tôi đã đi Kon Tum chơi một cách rất là tốc hành, chơi khoảng 3 tiếng đồng hồ và bây giờ đã ăn trưa xong và quay trở lại với Gia Lai. Chút nữa thì lên phòng nhận phòng nghỉ ngơi xong rồi chiều sẽ lên đường xuống dưới Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ thì vô trong để nhận phòng thôi. Hello em. Ừ anh nhận luôn cái đồ gửi cho Quang Nho anh Dũng á. Ừ đúng rồi. Anh gọi anh báo với chị này là anh để nhận đi. Rồi ok. Để anh đây đưa anh điện tay. Cái này là phòng gì? À, Nguyễn Hiền Kim. Ok. Rồi. Dạ, cô chú. Dạ. Hello cả nhà, bây giờ thì đoàn của mình sẽ bắt đầu lên đường đến với Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm nay thì trong hành trình xuống Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai có 3 thành viên hoàn toàn là mới đối với đoàn du lịch bóng đá Ngoài Đường Pit và vì vậy mà tất cả mọi người đều rất háo hức. Let's go. Chúng ta đã tới Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ạ. Ở bên tay trái của đoàn mình nè. Có bảng quảng cáo sao? Dạ. Clip phải được biết phải giải thích là bên trái. Bên trái là bên trái nào? Dạ. Hay anh đứng ngồi trên ô tô thì anh bảo bên trái. Khán giả nhìn lên thì nó là bên phải. Đây ạ. Chào mừng các đội bóng tham dự giải vô địch U17 quốc gia. Lúc này thì Hàm Rồng đang tổ chức vòng loại của giải U17 quốc gia. Ai xuống chứ đồng xuống. Chơi, chơi kẹp cổ đây. chơi kẹp cổ mà không có. Xuống rồi. Rồi, đây là lần đầu tiên
cô Thọ đến với Học viện Hoàng Anh Gia Lai thì cô có chia sẻ cảm nghĩ gì không ạ? Đây rất là hay. Rất là hay ạ. Rồi. Dạ. Toán rồi chỗ đây cho các em tập luyện. Dạ. Chú Sơn. Nghe nhiều nhưng mà hôm nay mới đến lần đầu. Chú Sơn là đã đến đây mấy lần rồi chú? Là đứng ngoài. Hình như có hai lần được vào tới trong này. À. Đứng ngoài cổng đó. Đứng ngoài kia. Cho, cho vào. Thì sau hai lần sau thì có. Dạ. Bảo vệ tử tế và đánh xe vô đi. Dạ, đánh xe vô và đi tham quan. Dạ. À, có người vừa mới chia sẻ với ngoài đường pit là có thằng em mà chẳng cho lên sóng gì cả. Và xin giới thiệu với cả nhà, đây là Thái Ninh đến từ Hậu Trường Bóng Đá. Chào cả nhà nhé, xin chào. Bây giờ thì sẽ đến phần hỏi xoáy đáp xoay với Thái Ninh. Ninh chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đến với Học viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai kể từ năm 2023, đầu năm đến giờ. Nói chung là đây năm lần đầu. Thực ra mình đi nhiều rồi nhưng mà đây năm lần đầu, tức là lần đầu tiên trong năm 2023 đấy. Thì đến thì nói thật là cứ mỗi lần đến Học viện Hoàng Gia Lai thì nó rất là cảm xúc, bởi vì nó, nếu mà nói chung là nó giống, nó gọi là nhà thì cũng có thể, mà nó kiểu như, nó kiểu như mình trước quê mình cũng ở Thái Bình ấy, mình cũng ở một làng quê, đâm ra về đây mình cảm giác nó thoải mái lắm, tức là nó khá khác xa với so với ở những thành phố ấy. Thì đây kiểu không khí trong lành và nó cũng, các bạn nhìn đây, các bạn này, cây cối các thứ rồi đây rất là thoải mái, cảm giác nó nhẹ nhàng lắm. Làm việc nó rất là kiểu thư thái. Thế năm nay 2023 rồi, đi đến Học viện Hoàng Gia Lai có dắt tay ai đến cùng không? Có người gì mới chưa chứ không thấy nói năng gì cả. Cái này thì chắc là phải, mình sợ là mình đi hết năm nay bao nhiêu lần học viện chưa nắm được tay ai vào đây mất. Cái đấy thì không dám nói trước. Nhưng mà nếu mà có chắc chắn phải dẫn vào đây rồi. Đấy. Thì cũng rất là hay. Cảm ơn Thái Ninh rất là nhiều. Xin chia sẻ với cả nhà là Thái Ninh cùng với ngoài đường pit cũng là những anh em mà đã đồng hành và ghi rất là nhiều những cái hình ảnh về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong suốt thời gian vừa qua. Còn đây là những tấm banner nhà tài trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tất cả đã được dăng ngang ở khu vực bên ngoài sân tập chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rồi cả nhà. Mình sẽ tranh thủ ghi hình lại những hình ảnh về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khi họ di chuyển ra sân để tập luyện vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì cũng có kha khá các anh em phóng viên thể thao cũng đến để tác nghiệp buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Kia Ti Sắc. Ở đằng xa kia có lẽ là Châu Ngọc Quang. Tướng đi có lẽ là Châu Ngọc Quang thật. Bây giờ mới là 15:23. 16 giờ thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai họ mới tập luyện. Có luôn. Tưởng gì chứ tất thì bao la. Cả nhà có thể nghe thấy tiếng không? Ngoài đường biết ơi, cho mượn mấy đôi tất. Rất là giang hồ luôn. Hello Văn Lợi, hello bác sĩ Chí, nhớ tặng anh bộ đồ đó. Mặt mình hôm nay có thể nói là đội cái nón này vào nhìn rất là nghệ sĩ. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất đó là ở đây có rất là nhiều những đôi giày đá bóng mà lần đầu tiên mình được sờ vào. Nhìn những đôi như thế này thôi chứ bèo bèo cũng phải 7-8 củ đôi nhỉ. 5 củ hả? Còn đây là một đôi giày rất là quen thuộc, TA11. Đế này là đế cỏ nhân tạo, TA11 Tuấn Anh. Có hẳn chữ ký của Tuấn Anh nhưng mà chữ ký này là scan thôi, không phải là chữ ký thiệt. Dòng này là của Adidas, rất nhẹ, cầm có thể nói là cực kỳ nhẹ. Đôi Phantom. Đôi này rất là được ưa chuộng. Trần Bình Vương đi là 40 hay 41 ấy, 41 đúng không? Thế thì làm sao mà kêu anh chọn được? Anh đi 42, 42 rưỡi thôi.
Đây là Mizuno hả? À, Mizuno. Nói chung là giày rất là đẹp nhưng mà không may cho mình là không đi vừa. Đôi này như là 5-6 triệu là phải không? Đôi này anh nhớ 5-6 triệu rồi. Đấy không nào dưới 4-5 triệu, 4 triệu ngay. Đúng rồi, cầu thủ mà đôi chân rất là quan trọng, cho nên là phải bảo vệ đôi chân. Giày thi đấu cũng như giày tập luyện là phải đặt mua những đôi có giá trị cũng rất là cao để đảm bảo cho việc tập luyện được đảm bảo an toàn. Còn đây là cái này là trang phục tập á hả? Đây là trang phục tập luyện. Cái này là giặt chưa? À, giặt để trước cửa từng phòng. Đây là giày của các anh em cầu thủ khác, có rất là nhiều. Đây là đôi găng tay của thủ môn Văn Lợi. Không biết có in tên Văn Lợi lên trên hay không. Hello Du Học. Đây là em Phan Du Học. Chiếc Ford màu đỏ là của ai? Ford Fiesta này của ai? Đây là xe của Châu Ngọc Quang, A biển 49, Lâm Đồng. Đây là Lê Minh Bình. Có đứng gần mới thấy Bình nó cao ghê nhỉ. Cao mét 7 mấy em? Em 75. Mét 75, thẳng là cao thế. Giờ đến đứng gần mới thấy cao. Cầu thủ đang lựa đồ. Lựa đúng số hả? Đúng số mới được đúng không? Ừ, vậy là đồ này là đồ tổng hợp của cả đội. Giặt xong rồi thì bắt đầu chia về. Cứ số của ai thì người đó lấy về và mặc để tập luyện. Anh Dũng ơi. Ơi. Coi dắt mẹ em của anh nó đi xả stress. Hôm dịch này nó hơi... Tâm trạng quá hả? Dạo này tâm trạng quá. Mai làm được 2 bàn cho nó vào xem. Mai 2 bàn hả? Ráng đi. Đời sống bóng đá ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang rất là sôi động. Ngoài các đội chính, hello các tụi con và các chào con và các đội trẻ ra thì giải U17 vẫn đang tranh tài rất là quyết liệt. Bây giờ mình cùng với anh Hiền và anh Hiển lên đường đi uống cà phê ông bầu ở dưới khu vực Nha Tròn. Big Belly. Có cô đi nè, cô thỏ đi xe đó nè. Bây giờ đã đến buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rồi, cho nên là mình cùng với các thành viên trong đoàn sẽ ra để xem buổi tập. Ồ, như vậy là 4 giờ thì buổi tập đã chính thức bắt đầu rồi cả nhà. Hello em nha. Dắt đồ đệ đi coi hả? Dạ. Ừ. À. Ủa hai nhóc cũng bên Nuti hả? Dạ, anh bên Nuti rồi. À. Con là khóa mấy? Dạ, khóa 3. Khóa 3. Con là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 11. 11 á hả? Trời ơi, giỏi quá ta. À, cố gắng nha. Dạ. Ừ. Anh đi qua đây xíu anh quay. Dạ. Anh Sắc giao lưu cùng với đoàn du lịch bên em một xíu. Oh, dạ. Okay. Xin chào. Xin chào.
ngoài Olympic. Lâu quá. Lâu quá. Hơn 20 năm rồi. Rồi. Gia Tiên Sắc mới sang cái vô địch lần đầu năm 2001 à. Hôm nay chúng cô bắt đầu tới Pleiku. Hôm nay. Ngày hôm nay 20 năm trước. 20 năm trước ngày hôm nay. Gia Tiên Sắc. 21. Dạ. Gặp lại Gia Tiên Sắc ở dưới sân mà sân lúc đó còn hoang sơ lắm. Cái năm vô địch đầu tiên đó, chấn động cả Việt Nam luôn. Mà nhờ kia thì chắc người Việt Nam mới hiểu thế nào là Pleiku. Người ta không biết, chỉ biết đó là Tây Nguyên. Mà nhờ kia thì chắc ra đình đám cái năm đó vô địch. Thế là đồng bào khắp, nhất là phía Bắc, mấy dân tộc là Đông Bắc, Tây Bắc, người ta mới biết đến Pleiku ở Gia Lai. Cô Ngọc đứng vô luôn. Dạ. Cô Thọ chứ. Bác vui vẻ nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thay mặt người hợp 1. Trần Minh Vương. Văn Anh. Minh Bình. Nguyễn Hữu Anh Tài. Và Phan Du Học. Các cầu thủ rủ nhau ở lại để tập luyện thêm, mặc dù buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội Gia Lai cũng đã khép lại cách đây 15 phút. Con là đồng hương của cô. Dạ. À, cô, cô rất vui là được gặp con ở đây. Dạ. À, con cũng là người cũng nay đang mang cái vinh dự dành cho đất bạn mình. Dạ. Rồi cô ở đâu ạ? Cô ở Hội An. Hội An. Dạ. Con ở Trà My. Con Trà My. Dạ. Nghe nó có mấy cưới vợ không? Dạ, nó cưới vợ hồi tháng 4. Nghe nói cái có vừa rồi cũng tặng vợ con. Dạ. Ngày mai cô có một cái bàn thắng tặng cô chú không? Mai á, lấy gia thì sát hứa với chú là 3 điểm ngày mai. Dạ. Làm sao làm đi? Dạ. Tôi sẽ cố gắng. Cô con chụp với lại quan này. Dạ. Nãy cho cô. Dạ. Con đứng gần chú Quang đi. Con đứng gần chú Quang để tương lai sau này con được chú Quang á. Chú Quang là chúc mừng em nhá, 3 điểm nhá. Vì sao nở mua tiền để thắng nha. Nhìn trên màn hình thấy bự con ra ngoài hết. Rồi. Rồi cảm ơn Quang nhiều, bye bye. Hành trình đến với Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai của đoàn mình ngày hôm nay cũng đã khép lại tại đây. Bây giờ thì sẽ về khách sạn nghỉ ngơi và đi ăn tối thôi. Lên đường. Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình Cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều Cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu Cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu Cool. Sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cool ngay thôi các bạn ơi!